Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh xe Việt. Như anh em cũng đã biết, Kia Sportage đã có xe trưng bày về các đại lý và anh em mua xe tại thời điểm này thì vẫn phải nghỉ chờ, dự kiến là khoảng 2 tháng. Trong video hôm nay, em sẽ cập nhật cho anh em về cái chương trình bán hàng của một đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Kia Sportage, đó là Hyundai Tucson Sơn. Và tại thời điểm đầu tháng 7 này, giá xe đã bắt đầu hạ nhiệt cụ thể cho từng phiên bản. Trước khi đi vào chi tiết video của từng phiên bản thì em xin phép chia sẻ một số thông tin cơ bản về Hyundai Tucson Sơn cũng như là cái chính sách bán hàng của Hyundai để anh em nắm được. Hyundai Tucson được phân phối với 4 phiên bản cho 3 tùy chọn động cơ như sau. Với động cơ xăng 2.0 thì có Hyundai Tucson 2.0 bản máy xăng tiêu chuẩn và Hyundai Tucson 2.0 máy xăng bản đặc biệt. Với tùy chọn động cơ dầu thì Hyundai Tucson có 2.0 bản máy dầu và với động cơ 1.6 turbo thì có một phiên bản, đó là Hyundai Tucson 1.6 bản turbo, bản cao cấp nhất. Và chính sách bán hàng của Hyundai đó là không phân vùng thị trường. Anh em thoải mái lựa chọn cho mình đại lý cũng như là showroom để mua xe, không bắt buộc anh em cứ phải mua tại địa phương mà anh em sinh sống. Anh em lưu ý cho em vấn đề này, khác biệt hoàn toàn so với xe Kia. Anh em mà mua xe Kia thì anh em chỉ được phép mua xe tại địa phương mà anh em đăng ký xe thôi. Chính vì vậy cái ưu điểm của anh em mua Tucson đó là anh em được thoải mái đàm phán giá cả, chỗ nào rẻ, dịch vụ tốt thì mình mua. Mời anh em cùng xem chi tiết video về chương trình bán hàng của 4 phiên bản Hyundai Tucson tại thời điểm đầu tháng 7 này. Mời anh em cùng đến với bản đầu tiên, đây là bản thấp nhất của Hyundai Tucson, đó là Tucson 2.0 máy xăng bản tiêu chuẩn. Giá niêm yết của nhà máy là 825 triệu. Tại thời điểm tháng trước giá xe kênh 40 triệu, nhưng tại thời điểm này giá xe bây giờ chỉ còn kênh có 20 triệu thôi. Cụ thể giá bán cho anh em tại thời điểm đầu tháng 7 là 845 triệu. Về chương trình khuyến mại, tặng kèm anh em những phụ kiện sau. Thứ nhất đó là dán phim cách nhiệt, thứ hai đó là trải sàn da, thứ ba đó là bọc vô lăng, thứ tư đó là một nọ nước hoa để xe, thứ năm đó là một chiếc thẻ dịch vụ bảo dưỡng tại xưởng dịch vụ bên em. Và với cái giá bán là 845 triệu, em cũng xin phép là chia sẻ đến anh em cái chi phí lăn bánh tại các địa phương để anh em nắm được và cân đối tài chính của mình. Cụ thể, anh em ở Hà Nội thì sẽ là 916 triệu, anh em ở Sài Gòn sẽ là 908 triệu, anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 12% sẽ là 897 triệu và anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 10% sẽ là 889 triệu. Anh em lưu ý, chi phí lăn bánh em tính cho anh em đã bao gồm những chi phí cứng có hóa đơn chứng từ rõ ràng. Em có liệt kê trên màn hình, cụ thể đó là lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển số, lệ phí bảo hiểm dân sự bắt buộc, lệ phí bảo trì đường bộ 1 năm, phí đăng kiểm, chưa có bảo hiểm thân vỏ và một số những cái phụ phí khác, anh em lưu ý cho em. Trường hợp anh em muốn sử dụng một dịch vụ đăng ký xe trọn gói, anh em chỉ việc đi bấm biển số thôi, thì anh em cứ chủ động liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại em để ở góc phía trên bên phải màn hình kia. Em sẽ gửi cho anh em cái bảng kê chi tiết lăn bánh trọn gói tùy thuộc vào vị trí địa lý của từng anh em. Và đại lý của em ở Hà Nội, em sẽ hỗ trợ tốt nhất cho những anh em nào ở Hà Nội và các tỉnh lân cận. Còn những anh em nào ở miền Trung hay là miền Nam thì anh em có thể là tham khảo cái giá của em cũng như cái giá lăn bánh, từ đó thì anh em có thể là đàm phán với các đại lý ở gần nhất, anh em thỏa thuận làm sao mua được cái giá nó phù hợp. Trong trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp cho Hyundai Tucson bản tiêu chuẩn này tại thời điểm này và áp dụng của đại lý bên em thì anh em được vay tối đa là 85% giá trị xe, tương đương với số tiền là 718 triệu. Thời gian vay tối đa là 8 năm, tối thiểu là 3 năm. Với gói vay 8 năm thì em cũng xin phép là tính cái gốc lãi hàng tháng anh em sẽ phải thanh toán. Cụ thể trong tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán là khoảng 12,8 triệu, trong đó gốc chia đều cho hàng tháng trong 8 năm là 7,4 triệu. Lãi suất tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán là khoảng 5,3 triệu. Dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. Có một lưu ý em muốn chia sẻ đến những anh em nào đang có nhu cầu vay vốn. Trường hợp anh em không chứng minh được nguồn thu thì em vẫn sẽ hỗ trợ anh em vay ngân hàng được. Và trong trường hợp anh em vay tối đa cũng như là anh em còn độc thân thì tại thời điểm này ngân hàng hầu như là tư vấn cho anh em là mua thêm bảo hiểm nhân thọ hoặc bảo hiểm khoản vay hoặc một số những dịch vụ khác của bên ngân hàng, anh em lưu ý cho em. Với gói vay tối đa như em chia sẻ đến anh em thì chi phí ban đầu anh em cần phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau. Trường hợp anh em ở Hà Nội, anh em cần chuẩn bị là 198 triệu, anh em ở Sài Gòn anh em cần chuẩn bị là 190 triệu, anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 12% anh em cần chuẩn bị là 179 triệu, anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 10% thì anh em cần chuẩn bị là 170 triệu và bắt buộc anh em phải mua bảo hiểm thân vỏ. Cụ thể bảo hiểm thân vỏ của Hyundai Tucson bản tiêu chuẩn năm đầu tiên trị giá là 11,8 triệu. Về nguồn cung hàng hóa của Hyundai Tucson tại thời điểm này, hiện tại không có xe giao ngay và cũng chưa có kế hoạch lắp ráp trong cái tháng này của Hyundai Tucson bản tiêu chuẩn. Chính vì vậy anh em nào xem view của em tại thời điểm nào mà có nhu cầu mua xe bản tiêu chuẩn này thì anh em cứ chủ động liên hệ trực tiếp với em sẽ cập nhật cái kế hoạch xe cho anh em tại thời điểm đó. Tiếp theo mời anh em cùng đến với bản thứ hai, đó là Hyundai Tucson máy xăng 2.0 bản đặc biệt. Giá niêm yết của xe là 925 triệu. Tại thời điểm tháng 6 vừa rồi giá xe là kênh 70 triệu, nhưng tại thời điểm tháng 7 này giá xe đã hạ nhiệt chỉ còn kênh có 45 triệu. Cụ thể giá bán cho anh em tại thời điểm này là 970 triệu. Về chương trình khuyến mại cũng tặng kèm anh em những phụ kiện sau. Thứ nhất đó là dán phim cách nhiệt, thứ hai đó là trải sàn da, thứ ba đó là bọc vô lăng, thứ tư đó là một nọ nước hoa, thứ năm đó là một chiếc thẻ dịch vụ bảo dưỡng tại xưởng dịch vụ bên em. Với cái giá bán là 970 triệu, em cũng xin phép là đã tính cái chi phí lăn bánh tại các địa phương để anh em tham khảo và cân đối tài chính của mình. Cụ thể, anh em ở Hà Nội thì sẽ là 1 tỷ 103 triệu, anh em ở Sài Gòn sẽ là
1.084 triệu, anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 12% sẽ là 1.083 triệu, và anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 10% sẽ là 1.065 triệu. Chi phí lăn bánh em tính cho anh em cũng đã bao gồm những chi phí cứng có hóa đơn chứng từ rõ ràng, em có thể kê lại trên màn hình để anh em tiện theo dõi. Chưa có những cái phụ phí ngoài cũng như là chưa có bảo hiểm thất bỏ, anh em lưu ý cho em. Những cái chi phí ngoài ở đây nó gồm có tiền chi phí đăng ký hay là tiền công dịch vụ nhân viên đi làm thủ tục cho anh em. Những cái đấy đó thì đã tùy thuộc vào vị trí địa lý của từng anh em, và anh em có nhu cầu sử dụng cái dịch vụ đăng ký sao chọn gói, anh em cứ chủ động liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại em để góc phía trên phải mình kia, em sẽ hỗ trợ tốt nhất cho từng anh em. Trong trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp chiếc Hyundai Tucson bản 2.0 đặc biệt này, tại thời điểm này anh em được vay ngân hàng tối đa là 85% giá trị xe, sẽ tương đương với số tiền là 824 triệu, trong thời gian vay tối đa là 8 năm, tối thiểu 3 năm. Với gói vay 8 năm thì em xin phép là tính gốc lãi hàng tháng anh em sẽ phải thanh toán. Cụ thể trong tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán là khoảng 14,3 triệu, trong đó gốc chia đều cho hàng tháng trong 8 năm là 8,5 triệu. Lãi suất tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán là khoảng 5,7 triệu, dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. Anh em lưu ý ngân hàng em giới thiệu đến anh em đây là ngân hàng VP Bank. Lợi thế của ngân hàng này đó là cho anh em vay cái mức vay tối đa là 85%, không phải chứng minh nguồn thu, không phải về nhà thẩm định, anh em lưu ý cho em ạ. Và tùy thuộc vào nguồn tài chính của anh em chứng minh được nguồn thu qua giấy tờ lương chuyển khoản thì sẽ có ngân hàng lãi suất ưu đãi hơn cho anh em, nhưng cái giá trị vay ngân hàng nó chỉ được có 80% thôi, anh em lưu ý cho em. Anh em nào cần em tư vấn chi tiết hơn về những cái thủ tục vay vốn của bên ngân hàng thì cứ liên hệ trực tiếp với em hoặc kết bạn Zalo với em theo số điện thoại em để góc phía trên bên phải mình kia, em sẽ hỗ trợ chi tiết cho từng anh em. Và với gói vay tối đa như em chia sẻ đến anh em thì chi phí ban đầu anh em cần phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau. Trường hợp anh em ở Hà Nội anh em cần chuẩn bị là 278 triệu, anh em ở Sài Gòn anh em cần chuẩn bị là 260 triệu, anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 12% anh em cần chuẩn bị là 259 triệu, và anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 10% anh em cần chuẩn bị là 240 triệu, và bắt buộc anh em phải mua bảo hiểm thân vỏ. Cụ thể bảo hiểm thân vỏ của Hyundai Tucson bản đặc biệt năm đầu tiên trị giá là 13,5 triệu. Tiếp theo mời anh em cùng đến với phiên bản thứ 3, đó là Hyundai Tucson bản máy dầu 2.0. Giá niêm yết của nhà máy là 1.030 triệu, và tại thời điểm này giá xe đã hạ nhiệt nhưng vẫn còn kênh. Như trong tháng 6 thì giá xe kênh khoảng 70 triệu thì tại thời điểm này đầu tháng 7 giá xe chỉ còn kênh có 45 triệu thôi. Cụ thể giá bán cho anh em là 1.075 triệu. Về chương trình khuyến mại cũng như hai bản Hyundai Tucson em vừa mới giới thiệu đến anh em đều được tặng kèm những phụ kiện em có chia sẻ lại trên màn hình để anh em tiện theo dõi. Và với cái giá bán mới như vậy thì chi phí lăn bánh tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em cụ thể như sau. Anh em ở Hà Nội thì sẽ là 1.220 triệu, anh em ở Sài Gòn sẽ là 1.200, anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 12% sẽ là 1.201 triệu, và anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 10% sẽ là 1.180 triệu. Chi phí lăn bánh em tính cho anh em cũng đã bao gồm những chi phí cứng có hóa đơn chứng từ rõ ràng, em có liệt kê trên màn hình để anh em tiện theo dõi. Chưa có bảo hiểm thân vỏ và một số những phụ phí khác, anh em lưu ý cho em. Trong trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp chiếc Hyundai Tucson máy dầu này, tại thời điểm hiện tại, anh em được vay ngân hàng tối đa là 913 triệu, tương đương với 85% giá trị xe ban đầu, và thời gian vay tối đa 8 năm, tối thiểu 3 năm. Với gói vay 8 năm thì em cũng tính gốc lãi hàng tháng anh em sẽ phải thanh toán. Cụ thể trong tháng đầu tiên, anh em sẽ phải thanh toán khoảng 15,9 triệu, trong đó gốc chia đều cho hàng tháng trong 8 năm là 9,5 triệu. Lãi suất tháng đầu tiên, anh em sẽ phải thanh toán khoảng 6,3 triệu, dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. Anh em có quyền vay ngân hàng theo số tiền cũng như là theo thời gian vay theo nhu cầu của mình, không bắt buộc anh em phải vay tối đa như em chia sẻ trong video đó ạ. Và anh em nào cần cái bảng kê chi tiết gốc lãi theo nguyện vọng vay của mình thì chủ động liên hệ trực tiếp với em sẽ gửi qua Zalo cho anh em tham khảo. Với gói vay tối đa trên thì chi phí ban đầu anh em cần phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau. Anh em ở Hà Nội anh em cần chuẩn bị là 307 triệu, anh em ở Sài Gòn anh em cần chuẩn bị là 286 triệu, anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 12% anh em cần chuẩn bị là 287 triệu, và anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 10% anh em cần chuẩn bị là 267 triệu, và bắt buộc anh em phải mua bảo hiểm thân vỏ. Cụ thể bảo hiểm thân vỏ của Hyundai Tucson máy dầu năm đầu tiên trị giá là 15 triệu. Tiếp theo mời anh em cùng đến với phiên bản cao cấp nhất của dòng Hyundai Tucson, đó là Hyundai Tucson bản Turbo. Đây là phiên bản có trang bị nhiều option nhất, full option cho anh em. Giá niêm yết của nhà máy là 1.020 triệu, và tại thời điểm đầu tháng 7 này giá xe cũng vẫn bị kênh cao, cụ thể là vẫn kênh 100 triệu so với giá niêm yết, và giá bán thực tế là 1.120 triệu. Về chương trình khuyến mại cũng tặng kèm anh em những phụ kiện như ba bản Hyundai Tucson em vừa mới giới thiệu, em có chia sẻ lại trên màn hình để anh em tiện theo dõi. Và với cái giá bán là 1.120 triệu thì chi phí lăn bánh tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em cụ thể như sau. Anh em ở Hà Nội thì sẽ là 1.264 triệu, anh em ở Sài Gòn sẽ là 1.244 triệu, anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 12% sẽ là 1.245 triệu, và anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 10% sẽ là 1.224 triệu. Chi phí lăn bánh em tính cho anh em cũng đã bao gồm những chi phí cứng có hóa đơn chứng từ rõ ràng, em có thể kê lại trên màn hình để anh em tiện theo dõi. Chưa có bảo hiểm thân vỏ và một số những cái phụ phí khác, anh em lưu ý cho em. Và trong trường hợp anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp chiếc Hyundai Tucson bản Turbo, hiện tại anh em được vay ngân hàng là 950
52 triệu, tương đương với 85% giá trị xe và thời gian vay tối đa là 8 năm, tối thiểu 3 năm. Với gói vay 8 năm thì gốc lãi hàng tháng em cũng đã tính cho anh em cụ thể như sau. Trong tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán khoảng 16,5 triệu, trong đó gốc chia đều cho hàng tháng trong 8 năm là 9,9 triệu. Lãi suất tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán khoảng 6,6 triệu. Dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. Anh em nào cần cái bảng kê gốc lãi hàng tháng thì chủ động liên hệ trực tiếp với em sẽ gửi qua Zalo cho anh em tham khảo. Với gói vay tối đa như vậy thì chi phí ban đầu anh em cần phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau. Trường hợp anh em ở Hà Nội, anh em cần chuẩn bị là 312 triệu. Anh em ở Sài Gòn, anh em cần chuẩn bị là 292 triệu. Anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 12%. Anh em cần chuẩn bị là 293 triệu. Và anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 10%. Anh em cần chuẩn bị là 272 triệu. Vì anh em mua trả góp, bắt buộc anh em phải mua bảo hiểm thân vỏ. Cụ thể bảo hiểm thân vỏ của Hyundai Tucson bản Turbo năm đầu tiên trị giá là 15,6 triệu. Về nguồn cung hàng hóa của các phiên bản Hyundai Tucson tại thời điểm này, đối với bản máy xăng đặc biệt và máy dầu 2.0, anh em có nhu cầu thì anh em cứ chủ động liên hệ trực tiếp với em. Tại thời điểm anh em xem video, em sẽ cập nhật cho anh em, nếu có xe giao ngay em sẽ báo, hoặc ký chờ thời gian nào em cũng sẽ cập nhật cho anh em. Còn đối với những anh em nào đang có nhu cầu mua bản Tucson Turbo thì tại thời điểm này nhà máy chưa có kế hoạch lắp bản Turbo. Chính vì vậy dự kiến là trong cái tháng 7 này số lượng xe Tucson và Turbo cũng sẽ rất là ít, không có nhiều đâu ạ. Anh em lưu ý cho em và cân đối cho em. Trên đây đó là toàn bộ những thông tin về chương trình bán hàng cũng như là nguồn cung hàng hóa của Hyundai Tucson tại thời điểm đầu tháng 7 này. Nếu trong tháng 7 chương trình bán hàng cũng như là cái nguồn cung có thay đổi, em sẽ cập nhật lại cho anh em. Cảm ơn anh em đã xem video. Anh em hãy đăng ký kênh ủng hộ em cũng như là để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường ô tô tại Việt Nam nói chung cũng như là chiếc Hyundai Tucson nói riêng. Em cảm ơn tất cả anh em và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo. Xin chào anh em.